Triều đại 5 năm hoàng kim của huấn luyện viên Park Hang-seo gắn liền với triết lý bóng đá dựa trên hàng phòng ngự nhiều tầng chặt chẽ, tinh thần không bỏ cuộc với những pha phản công chớp nhoáng. Đặc biệt ở hai kỳ SEA Games liên tiếp tại Philippines và Việt Nam, ông Park đã đem về hai tấm huy chương vàng lịch sử cho Việt Nam với sức mạnh được xây chắc từ hàng thủ. Trên đất Philippines năm 2019, U22 Việt Nam đã vô địch chỉ với 4 bàn thua sau 7 trận đấu, riêng hai trận bán kết và chung kết thầy trò ông Park giữ sạch lưới. Năm 2022 ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, ông Park đạt đỉnh cao phòng ngự khi U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà không phải nhận bàn thua nào. Năm 2019, U22 Việt Nam có Tấn Tài, Tấn Sinh, Thành Trung, Đức Chiến, Văn Hậu, còn SEA Games 31 là cặp trung vệ Thanh Bình, Việt Anh đơn giản là không thể bị đánh bại. Nhưng khi tiếp quản các đội tuyển quốc gia Nam Việt Nam từ tay ông Park, huấn luyện viên Chu Xie cũng phải chấp nhận thừa hưởng thế hệ cầu thủ mới khác hẳn. Trong bóng đá, muốn xây dựng lối chơi phải nhìn vào con người. Nhìn vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tập trung ở Vũng Tàu đợt cuối trước khi sang Campuchia dự SEA Games 32, có thể thấy điểm đáng lo nhất vẫn là hàng thủ, tuy có thể hình đạt được chiều cao chuẩn 1,8m nhưng lại ít kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, lứa cầu thủ trẻ này sở hữu rất nhiều cái tên giàu tiềm năng ở tuyến trên. Những vòng đấu vừa qua, ông Chu Xie chứng kiến hàng loạt tài năng U22 Việt Nam tỏa sáng tại V-League như Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai, Vĩ Hào, Bình Dương, Xuân Tiến, Sông Lam, Nghệ An. Đó là chưa kể hàng loạt cái tên ra sân đều đặn như Văn Cường, Sông Lam, Nghệ An, Duy Cương, Đình Duy, Đà Nẵng, Tuấn Tài, Văn Khang, Việt Theo, Ngọc Thắng, Hà Tĩnh, Đức Việt, Hoàng Anh, Gia Lai. Điều này sẽ quyết định cách huấn luyện viên Chu Xie xây dựng công thức cho U22 Việt Nam. Khác ông Park Hang-seo, ông Chu Xie không tập trung dài hạn 1 tháng rưỡi trước giải đấu lớn mà gom quân những đợt ngắn ngày nhưng đều đặn. Theo cách xây dựng lực lượng này, chiến lược gia người Pháp sẵn sàng linh động danh sách triệu tập vì đã giao hữu với U22 Việt Nam và ra sân ở V-League đều có ý nghĩa ngang nhau. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định, rõ ràng SEA Games 32 là thách thức cho U22 Việt Nam khi đối thủ có lực lượng tốt như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và kể cả chủ nhà Campuchia. Ở hai kỳ SEA Games trước, chúng ta vô địch nhờ bổ sung cầu thủ đội tuyển quốc gia để dẫn dắt lối chơi và giữ lửa hàng công. SEA Games năm nay không cho bổ sung cầu thủ quá tuổi sẽ giảm thiểu sự tính toán cho U22 Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Sương rất lạc quan, lực lượng của U22 Việt Nam cơ bản rất tiềm năng. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của lứa này là có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đặc biệt từng tuyến đều thiếu thủ lĩnh. Do đó có thể nói U22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức khi đến với SEA Games 32. Tuy nhiên, lịch thi đấu gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh sẽ là thuận lợi cho U22 Việt Nam. Bài toán bây giờ với ông Chu Xie là xác định công thức chơi và đội hình chính tại Campuchia. Về mặt lý thuyết, nếu 3 trận đầu thắng Lào, Singapore và Malaysia sẽ cho phép U22 Việt Nam tính toán trận cuối gặp Thái Lan. Quan trọng nhất, như đã nói, chúng ta phải xác định đội hình chính và công thức chơi khi có đầy đủ lực lượng hay nhất từ các câu lạc bộ V-League. Đó sẽ là lực lượng nòng cốt cho U22 Việt Nam. Tôi cho rằng dù khó khăn nhưng U22 Việt Nam sẽ góp mặt ở bán kết. Khác biệt so với hai kỳ SEA Games của ông Park Thiên về phòng ngự chắc chắn, U22 Việt Nam bây giờ sẽ phải linh động thích ứng với nhiều lối chơi. Bóng đá Việt Nam đã lên cao nhờ triết lý phòng ngự bản lĩnh và phản công sắc bén. Thực ra, phòng ngự phản công sẽ vẫn là một triết lý quan trọng cho U22 Việt Nam, có khác ông Chu Xie muốn chủ động chơi áp đặt tìm bàn thắng, từ đó triển khai thế trận phản công nhanh. Quan trọng là chất lượng cầu thủ có đáp ứng yêu cầu và có làm được ngay không. Phải thẳng thắn thừa nhận lứa này không bằng hai kỳ SEA Games trước về chất lượng và cả kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ cũng thiếu những thủ lĩnh trên các tuyến, nhưng ngược lại, họ có sự đồng đều và những cá nhân có thể cùng nhau tạo nhịp gây đột biến cho hàng công.